Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 23 điểm du lịch cộng đồng tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên và thị xã nghĩa Lộ. Trung bình mỗi năm thu hút khoảng 200.000 lượt khách. Một số tuyến du lịch cộng đồng được quan tâm đầu tư trong thời gian gần đây tập trung ở khu vực miền Tây của tỉnh và phía đông Hồ Thác Bà như Sơn Thịnh, Suối Giàng, Sà Rèn, Tú Lệ, La Bán Tẩn, thị trấn Mù Cang Chải, Sơn Thịnh, Nghĩa An, Trạm Tấu, Phúc An, Vũ Linh, Cẩm Nhân, Ngọc Trấn, Khai Trung, Mường Lai, để du lịch cộng đồng phát triển gắn với đặc trưng của các địa phương, yên bái đã chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống như làng nghề tranh đá quý huyện lục yên, làng nghề đan giỏ tôm huyện bình, làng nghề trồng chế biến bảo quản chè suối giàng, làng nghề dệt thổ cầm ở nghĩa lộ một cang trải. Cùng với đó tỉnh đã tập trung phát triển các sản vật đặc sản để phục vụ du lịch như chè suối giàng, bưởi đại minh, quế văn yên, mật ong một cang trải, khoai sọ nương chạm tấu, cá hồ thác bà, gạo nếp tan tú lệ, cam sành lục yên, cam văn chấn, biến đào dưới phiên phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh yên bái bên cạnh giá trị về kinh tế hoạt động du lịch cộng đồng còn giúp người dân hiểu và trân trọng qua đó bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình